Mới đây tại Hà Nội, báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với Hiệp hội Cảng biển Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức tọa đàm Kinh tế vùng trọng điểm nhìn từ hệ thống cảng biển với sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, nhà quản lý cũng như đại diện các đơn vị quản lý cảng biển. Theo Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, đến nay việc xây dựng và phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đã hình thành 6 nhóm gồm 3 cảng trung chuyển và cửa ngõ quốc tế, 11 cảng đầu mối khu vực, 21 cảng địa phương và một số cảng chuyên dụng phục vụ chiến lược phát triển kinh tế biển cũng như phát triển kinh tế cho cả 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc, Trung, Nam. Hệ thống cảng biển Việt Nam thông qua hải quan đến 90% lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế đất nước, vân vân. Tại tọa đàm, nhiều ý kiến cho rằng để phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam xứng tầm, điều quan trọng là phải tạo được sự kết nối giữa các loại hình vận tải đa phương thức như đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Cùng với đó là quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, quy hoạch hạ tầng, quy hoạch dân cư, đô thị một cách hợp lý, đồng bộ.